Xâm hàng Nhật Địa xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2021. Em lên sóng một chiếc máy lọc không khí Panasonic. Con này có mã là VXE60. Một dòng máy phân khúc tầm trung các bác nhé. Phân khúc tầm trung. Con này thì tổng thể hình thức thì cái này là hai cái tem dán mặt nhũ nguyên bản, có một vài vết xước các bác nhé. Cái chuyện hàng bãi mà. Hình thức tổng thể như trên clip thôi. Nhưng quay các bác đều. Phần nhựa này thì ok, phần nhũ thì hơi xước một chút. Hàng bãi thì không tránh được cái chuyện đấy rồi. Con này công suất 54W với cái 60. Các bác dùng được cho phòng khoảng 40m2 trở lại. Tình trạng máy hoạt động ok, ngon lành, bình thường. Bình nước rất là to, dòng E60 bình nước rất là to nhé, bình này chắc phải tầm 3 lít. Bên trong còn rất là sạch. Màng lọc zin đi theo máy còn rất mới các bạn nhé. Màng lọc zin đi theo máy còn rất mới luôn, rất đẹp. Màng lọc zin đi theo máy còn rất đẹp nhé. Bên trong là màng than hoạt tính rất là dày. Con này đầy đủ công nghệ eco, báo độ ẩm, các chế độ lọc, tốc độ lọc, điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy. Em tắt đi cho các bác nhìn cửa vẫy, cửa dâng hoạt động ok, ngon lành nhá. Đây, đây là tuột ra nha. Mình chưa cài hết mẫu vào nha. Bật cửa dâng, cửa vẫy lên ngon lành cho các bác. Con này thì em bán là 2,5 triệu nha. Cuối năm còn vào vài mặt hàng bán đi cho các bác để lấy tiền ra cuối năm. Giá 2,5 triệu, các bác nào có nhu cầu chốt nhanh thì các bác chốt. Bình thường em vẫn bán con này có thời điểm lúc cao điểm 3,5 triệu. Đấy, đầu rồi vẫn 3,2 triệu, bây giờ vẫn bán 3,2 triệu thôi. Nhưng mà con này thôi, cuối năm bán 2,5 triệu. Các bác nào chốt thì các bác liên hệ. VG60 đã đấu đổ điện 220V. Cơ hội cho các bác mua, các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Máy hoạt động ok, ngon lành, bảo hành 6 tháng, tất cả tính năng. Xin chào các bác.